Ok các bạn, hôm nay Cơm Im Chàng Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Và phần game là Flame Pichu. Đó, phần này mình sẽ sử dụng là Group Flame đấu với lại Zombie Galanthu nha. Đó, mới giờ mình sẽ đi nhóm Group Flame đầu tiên và ép lại Zombie Galanthu này. Rồi, bây giờ là mình vô chặn nha các bạn. Đó, mình thấy không, cái củ gà rốt nó đang đẩy cái hát cái con Zombie Galanthu này bay ra sau nha, để tạo điều kiện cho cái con Flame nó về sau là bắn nha các bạn. Đó, rất là hấp dẫn nha, liệu có thể vượt qua được cái nhóm Zombie Galanthu này không nha. Đó, mình đợi mấy cái dâu, đợi mấy cái dâu cho nó hồi lại nha các bạn. Ok. Rồi, các bạn thấy không, vô gần là mấy củ gà rốt nó sẽ hắt ra sau nha. Đó, giờ bắn tiếp tục bắn nha các bạn. Rồi, còn một con Zombie Galanthu nữa, thế là xong nha. Đó, mình cố gắng bắn các bạn, liệu có thể vượt qua được không, mình đang chờ cái dâu nó hồi sinh lại nha. Rồi, thế là thành công, win nha các bạn. Đó, trận đầu tiên là win. Bây giờ mình chuyển sang là group Flame thứ hai. Đó, đây là một cái thời giữ nha. Cái con này có một con Flame bắn lửa liên tục. Và một cái cà đây mà nó cứ vung một cái thương ra rất là mạnh nha. Đó, có thể tiêu diệt được cái đám Zombie này nhanh nhất nha các bạn. Ok, rất là nhanh. Thế là chúng ta đã win nha các bạn. Đó, giờ tiếp theo mình sẽ đi nhóm group Flame thứ ba. Rồi, nhóm này có con Banana nha. Banana với lại con cây thì bắn nhận một tiếng nha. Rồi, tiếp tục và liệu có win là no win nha. Đó, bạn nào thích Gaming Chàng Channel của mình ra video hay hấp dẫn thì các bạn nhớ comment like cái video này của mình nha. Đó, các bạn subscribe kênh Gaming Chàng Channel của mình để giúp kênh mình mỗi ngày một phát triển nha. Ok, xin chào các bạn. Ok, còn hai con nữa. Rồi, chắc chắn là win nha các bạn. Do mình có mấy cái chuối Banana này là nó nạp đạn vô là bắn một phát là như là Zombie là đai ngay. Đó, thế là ba trận mình win hết ba trận nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi một cái group Flame thứ tư. Đó, group Flame thứ tư này là cũng là cuối cùng rồi nha. Rồi, mình sẽ biết đấu, chắc là nhanh nha các bạn. Đó, nên cái con Visitor này là nó có 5 cái miệng bắn nha, 5 cái khẩu súng bắn. Đó, bắn như một lần 5 miệng rất là mạnh nha. Và một cái con cào đó, thấy rằng nó là nó chỉ xúc động vô. Đó, ví dụ như là sát thương, bị sát thương rất là nhiều nha. Ok, thế là win tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay qua lại group của đang đầu tiên, đấu lại con Zombie tiếp tục hay con Zombie mới, con Galanthu mới nha. Đó, liệu nhóm Zombie này nó có mạnh hơn Zombie hồi nãy không nha. Vô đây nó sẽ hắt ra các bạn. Đó, nó sẽ hắt. Nhưng mà hắt một hồi là chắc chắn là sẽ bị vô gì quá là sẽ bị đập là mất luôn cái con cà rốt này nha. Đó, nó cúi đầu xuống nó hắt lên cái, nhưng mà không có đây cái lá từ từ nó cũng chuẩn bị Zombie Galanthu này đập thôi. Mình nhờ là sát thương chủ lực là mấy cái dâu, nhưng mà mấy cái dâu này là nó hồi sinh lại rất là lâu này, nó hồi sinh lại khi mà nó bự lên chín giờ lắm các bạn. Đó, bạn thấy không, cái dâu mới có màu hồng thôi, lên một cái nữa chờ mình chờ cho nó bự là mình nói mã sát thương nha. Đó, nó bự là sát thương nó mới mạnh. Ôi, tao thả có thể vượt qua được không các bạn. Mình thấy là cái hàng bảo vệ mình là lúc cuối cùng là đã thua rồi đó. Ok, và con Zombie Galanthu này là đã tới và mình đã chặn lại đã thua nghe. Tiếp theo là mình sẽ nếp vào một group của đen thứ hai. Đó, biết đấu lại Zombie Galanthu chặn hồi nãy nha. Zombie này Zombie thứ hai giống group Zombie thứ hai nha. Cũng phải phà lũ được cái nhóm này không các bạn. Ok, có thể vượt qua được lần trải này không nghe. Rồi, thế là vượt qua được nha, là win nha các bạn. Đó, nhóm này cũng hơi mạnh nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua nhóm group Flame thứ ba. Đây là nhóm có Banana với cái chuối nha. Đó, nhóm này chủ lực là cái chuối. Đó, Banana là bắn một quả chuối. Còn cái chuối này phải sẽ cao bay chuối nha. Và mình sẽ xem là mấy con Flame hãy nhảy bắn nữa. Ok, có thể chuyện này là cool các bạn. Đó, do là Zombie Galanthu là còn quá nhiều. Rồi, có thể chặn lại là gọi là no win nha. Chưa chắc nha các bạn. Đó, mình sẽ từ từ, mình sẽ dùng Banana bắn luôn. Để có thể bắn kịp là không nha. Chờ em hồi lại, ok, có 2 viên. Rồi, thả vô. Một con, ôi, sao. Không được, rồi, đã thua. Đó, bây giờ mình tiếp theo, mình sẽ chuyển qua nhóm từ lúc này thứ tư nha.
nếu mày chắc chắn là mạnh, chắc chắn là sẽ vượt qua các bạn. Mình thấy cảm thấy là rất là mạnh nha. Nhưng mà nhóm này có cái lợi là có một thực tá và chuyên con một con flame này rồi cũng được đó, không mấy người lên sau đánh rất là mạnh nha các bạn. Đó bạn thấy không, một rồi tiếp vô các bạn đó. Đó có thể vượt qua được cái là không nghe zombie rất là lại dày đặc nghe. Đó đây là mã số zombie ganh cua khổng lồ, nó mà update vô là coi như là kêu các bạn rồi. Rồi mình thấy là không ổn rồi. Ôi chắc là nó quên đó là Mario nghe, thất bại các bạn. Rồi bây giờ mình chuyển qua là nhóm zombie thứ ba. Đó đây là con zombie là AC nữa, con zombie băng và biết đấu lại group lên đầu tiên lại. Cái này mình sẽ cho nó đấu là bốn nhóm biết đấu lại là bốn nhóm zombie nha. Đó for group lên biết đấu lại zombie là for zombie nha. Bạn nào thấy video này hấp dẫn thì bạn nhớ nghe comment like share xem full time watch full time video này của mình nha. Ok thì các bạn xem video mới. Rồi bây giờ mình sẽ chờ trái dâu. Đó mình sẽ chờ trái dâu này nó sẽ tự lên to lên, bắt đầu mình sẽ hắt luôn nha. Nếu mà bắt nó nghỉ lắm mà nó chưa kịp thời gian thì mình sẽ hắt luôn, hắt phóng trái dâu nghỉ luôn. Đó nhóm zombie gan thua này mình thấy là hơi mạnh nha các bạn, bấm cái gì là chưa xong lên. Đó bây giờ mới trái dâu này các bạn ơi. Ok rồi bây giờ là vòng cà rốt này làm bị sức lá hết rồi nghe. Đó bây giờ là đang tấn công vô vòng trong của mình, hy vọng là có thể vượt qua được. Rồi chú dâu chưa chín mình đã phóng ra luôn các bạn ơi. Nếu mà mình đợi chú dâu mà chín rồi là coi như là nó tới nó sẽ đập. Rồi ok trận này là final nghe, trận này thất bại. Tiếp tục mà sẽ chuyển qua một nhóm group lên thứ hai, đấu với nhóm zombie thứ ba nghe. Rồi liệu vài lưỡi này có thể là tiêu diệt được hay là không nhé các bạn. Rồi một hàng nó không tiếp tục thì mấy cái cà này là có thể sống ra một chất thương có thể tiêu diệt hết luôn nha. Đó ok nó thả cho mấy con nhỏ rất là nhiều, thả ra một lần ba con tổng cộng 16 con rồi, tổng cộng là 48 con nha các bạn. 48 con nhỏ nhưng mà rất là tiêu diệt rất là nhanh gọn lẹ. Rồi thế là chúng ta đã win, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nhóm group lên thứ ba. Nhóm này là bây giờ mình sẽ thả phóng quả trứng cho dưới vô phòng ăn này và cũng xếp cho mình cái trứng dưới và dưới lên tay là có chuyện là bị cung đấy vậy. Đó banana đây, banana mình sẽ rồi rút cái con băng này nó cũng bổ rất là mạnh nha. Có thể là cuộc ba là không đấy các bạn. Rồi yep thế là thành công, công nhận banana này rất là mạnh nha các bạn. Tiếp theo rồi chúng ta sẽ chuyển qua nhóm là group play thứ tư. Đó nhóm này là cũng khá là mạnh nha các bạn, thì chúng có thể vượt qua được cái bọn này là không đây. Ồ tất cả là 16 con zombie chăn thương đang tiến tới gần hết sức luôn nha. Bắt đầu nó thả mấy đứa con bây giờ mà mày thấy không, nó có ba đứa con người có một lần nó thả ba đứa. Ôi đứng đây nào, let's go mon. Đó bắn rất là ngang trời ngang sức ngang là ngang sức. Ôi cho lũ tới vượt qua được cho là không đây. Ok ok trắng luôn rồi, hên các bạn có thể là vượt qua được. Ok còn hai con nước thôi, tức là no win rồi các bạn ơi, qua đi rồi con kia nó bị đi ra được. Rồi bây giờ mình sẽ vòng qua cái nhóm zombie cuối cùng, đây là nhóm zombie Galenco là thứ tư nha, và biết đấu lại với lần nhóm zombie đầu tiên lại. Đó mình sẽ chọn đấu 4 lượt là tổng cộng là 16 lượt nha các bạn. Tiếp tục nè, đó tiếp tục là mình cho nó đấu với nhau. Rồi ok nha, đó nên hút ra các bạn ơi. Con củ cà rốt này, củ cải này gì đó nó hút ra, nhờ nó hút ra nên mới tạo được khoảng trống để cho cái con flame gì đó mình cũng quên tên rồi, để cho nó bắn. Và mấy cái dâu này cũng tạo thời gian để cho nó nảy mầm lên là chín một cái dâu đó, để mình phóng sát thương ra chắc chắn trận này là win các bạn. Đó và thế là nhóm nước flame này là cũng mạnh nha. Rồi giờ cái dâu này chín hết cái là xong đó, tức là nhóm nước flame này đã dừng video ở chương trình tạm biệt cái đó đây. Tiếp tục nhóm nước flame thứ hai.
đó, pha lưỡi của bạn chỉ có pha nói là không đây. Con nào cũng mấy lần là to khổng lồ nha, chỉ to chứ khổng lồ. Nướng chín nó luôn đi. Đó, còn một mấy con nữa thôi. Ok, nhóm này chấp thuận các bạn. Các bạn một con pha lưỡi, một con mà có bài sao dùng tam dùng. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng nhóm gần đất bên thứ ba. Đó, nhóm này là nhóm mà một banana nha. Để có thể chất thương không? Mấy bạn chuối này có thể chất thương nha. Đó, bị thả vô nào. Ok. Ôi, nó chèn vô các bạn ơi. Để lên, điện nạp, để lên. Không thôi là nó tuôn nha các bạn. Bắn. Đó, điện có rồi anh em ơi. Ok. Rồi, đã thành công. Biết, đây là nhóm banana này đã win. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đến cuối cùng. Đây là trận đấu cuối cùng nha. Đó, trận đấu này là sẽ kết thúc phần video tại đây. Đó, bạn nào mà yêu mến cho bên kênh channel của mình thì các bạn nhớ subscribe, like, share kênh của mình nha. Cho bên kênh channel của mình. Còn thấy video này hay, hấp dẫn thì bạn nhớ quá.